Thưa quý vị, thưa các bạn, với 9.000 hecta chè, tỉnh Tuyên Quang được xem là một trong những địa phương có diện tích chè lớn nhất cả nước. Mỗi năm, sản lượng đạt trên 60.000 tấn sản phẩm chè búp tươi. Việc hình thành vùng nguyên liệu chè của tỉnh Tuyên Quang trong những năm qua đã đáp ứng nhu cầu chế biến xuất khẩu của hàng chục đơn vị xuất khẩu chè, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và tái cấu trúc ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Để tìm đầu ra cho sản phẩm chè, tỉnh Tuyên Quang xác định trước tiên là phải tập trung thay đổi phương thức sản xuất, thay đổi cơ cấu giống, gắn kết được người nông dân trồng chè với các nhà khoa học, các doanh nghiệp tham gia chế biến xuất khẩu sản phẩm. Từ cơ chế chính sách, tỉnh Tuyên Quang đã dành nguồn lực đầu tư, hỗ trợ nông dân cải tạo, thay thế và trồng mới những diện tích chè già cỗi, chè hạt trung du để chuyển sang các giống chè có năng suất chất lượng vượt trội. Trong khoảng 5 năm trở lại đây thì hàng trăm hecta chè kém hiệu quả đã được chuyển đổi sang giống chè PH1, chè Lai 2 cùng với một số giống chè đặc sản khác. Nhờ việc chuyển đổi mà năng suất sản lượng chè búp tươi đã tăng lên từ 2 đến 3 lần so với giống chè truyền thống như trước kia. Từ đó tạo cú hích quan trọng để người nông dân có thể làm giàu được từ loại cây trồng này. Năm 2013 thì tổ hợp tác chúng tôi được tham gia các lớp tập huấn. Bà con đã biết đến những cái quy trình về chăm sóc thu hái rồi thì phân bón cũng như là các cái vấn đề thu hái bảo quản sản phẩm. Từ đó mà năng suất chất lượng đã nâng lên. Mình tôi trồng chè từ 2001. Thế thì cả một cái quá trình làm đến gần 20 năm rồi thì là cái năng suất của cây chè thì nó cũng khá là ổn định. Nhất là bây giờ đưa cái công nghệ tưới tự động này vào thì tôi cảm thấy rất là yên tâm, bởi vì là cái thời tiết khí hậu bây giờ nó khắc nghiệt, nó không như xưa nữa. Nhưng chỉ có điều là bây giờ chúng tôi rất băn khoăn ở cái khâu tiêu thụ sản phẩm. Một trong những ưu tiên để sản phẩm chè ở Tuyên Quang có chỗ đứng trên thị trường xuất khẩu là vấn đề cấu trúc lại mô hình sản xuất của các doanh nghiệp. Toàn tỉnh thì hiện có 25 doanh nghiệp đang trực tiếp tham gia sản xuất chế biến chè với tổng công suất gần 500 tấn chè búp tươi mỗi ngày. Trên cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế, tỉnh cũng đã có những chỉ đạo hướng dẫn và tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia chế biến chè mở rộng quy mô hoạt động, đầu tư lắp đặt và hiện đại hóa dây chuyền, nâng công suất chế biến để bao tiêu được nhiều hơn nguyên liệu cho người dân. Không dừng ở chương trình phát triển nông nghiệp bền vững, công ty chúng tôi là đang có chương trình là gắn kết các cái người nông dân làm chè hơn vào trong cái chuỗi cung cấp sản phẩm chè toàn cầu do tổ chức Unilever chủ trì. Thực tế là trong những cái năm vừa rồi thì công ty chúng tôi là đang triển khai mô hình là sản xuất tập trung, tức là làm chè có chất lượng cao và đảm bảo tiêu chuẩn rất là cao để phục vụ cho những các cái thị trường khó tính. Về cơ bản thì bà con rất là hồ hởi và muốn tham gia. Để ngành chè có những bước đi phù hợp vững chắc, tỉnh Tuyên Quang cũng đặt ra mục tiêu gắn kết chặt chẽ giữa các nhà sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, mở rộng liên kết vùng và thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến nguyên liệu, đẩy mạnh áp dụng thực hành sản xuất các mô hình theo tiêu chuẩn VietGAP, sản xuất hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, HACCP trong sản xuất chế biến và tăng hiệu quả sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Sở Công Thương tham mưu cho ban tỉnh là tổ chức bình chọn các cái sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn. Trong đó thì có 5 sản phẩm chè của tỉnh Tuyên Quang được tỉnh cấp giấy chứng nhận. Đặc biệt là có một sản phẩm chè Bát Tiên của Mỹ Bằng Yên Sơn cũng đã được giải nhất về sản phẩm nông thôn tiêu biểu của khu vực phía Bắc. Và để tiếp tục cho cây chè phát triển bền vững và chất lượng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Sở Công Thương tiếp tục tăng cường chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường trong việc kiểm soát chặt chẽ được chất lượng về cây trồng và phân bón và thuốc bảo vệ thực vật nhằm đảm bảo cho việc phát triển cây chè được đảm bảo và đảm bảo chất lượng để khẳng định cái việc thương hiệu chè Tuyên Quang bền vững và phát triển ngày càng phát triển. Mục tiêu của tỉnh là tiếp tục xây dựng thêm nhãn hiệu hàng hóa một số sản phẩm như là chè San Sinh Long, chè Khao Mút, chè Ke Tăng, Hồng Thái. Những nhãn hiệu sản phẩm này được bổ sung vào danh mục các thương hiệu chè sẽ là động lực để tỉnh xây dựng lộ trình và hướng đi cho đầu ra của cây chè ở Tuyên Quang.